Hello các bạn, chúng ta lại tiếp tục học bài số 5 nhé. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi giải quyết một số món đồ. Ví dụ như cái sofa, cái giường, cái tủ. Ok, thầy sẽ lại treo cái file vào. Để đâu thầy không có nhớ. Rồi, để vẽ cái sofa này các bạn sẽ thấy là nó... Chúng ta vẫn phải trải qua một khâu phân tích bài một tí để cho các bạn dễ hiểu hơn. Đầu tiên cái sofa này các bạn phải hình dung này này. Mỗi cái này này. À, về nguyên tắc là nó sẽ phải rộng tối thiểu là 600. Cái này nó cao có khoảng 200. Ha. Cái này nó cao có khoảng 200. Đó. Thế thì sâu vào nó cũng 500 đến 600. Đó. Cái lưng ghế nó mỏng mỏng nữa. Ha. Đó. Mỗi cái chỗ ngồi. Ba chỗ ngồi tổng cộng chỗ này nó sẽ phải là 1m8. Thêm hai cái này nữa. Ha, nó khoảng 150 là tối thiểu. Thế thì nó sẽ phải là khoảng 2m2 tổng cộng. Ha, 2m2 mới được. Chiều cao lên thì các bạn cũng ước lượng theo đây thôi. Nó, nguyên tắc là từ đây xuống đến đất. Nó chỉ được phép là từ 250 cho đến 370. Không có được phép hơn nữa. Nha, sofa nó sẽ thấp như vậy đó. Rồi những cái món này, ví dụ gối ôm, gối yếc này, rồi cái này chúng ta vẽ thế nào? Thế bây giờ chúng ta đi giải quyết dần dần. Đầu tiên thì sẽ vẽ trên mặt tốp, bởi vì cái mặt ghế này nó bằng. Các bạn sẽ vẽ ra một cái bốc. Ha. Như thầy đã nói chỗ này nó lâu có cứ khoảng tầm 500 đã. Ha. Tối thiểu một ghế 500, về chiều sâu, chiều ngang này là 600 đi. Ha. 650 được nha. Không sao cả đâu, các bạn vẽ nhiều cũng được. Ha. Chúng ta thấy ngắn chúng ta giãn ra thế thôi. Chiều này là 200. Ok. Nhấn chữ P Z. Z. Ồ, 200 có thể dày cui đấy. Thôi cho chỗ này 550 nhé. Dày quá, mình nặng này quá. Ha. Nhấn phím F4 thì các bạn nhìn thấy chỗ này này. Nhưng mà các bạn vẽ bằng bốc như này thì đến lúc các bạn xử lý những cái mép với các bạn chamfer trong phước này đi, nó cũng sẽ mệt. Mà nó không được bo tròn. À, làm nó mệt hơn. Thực chả ra chả vấn đề gì cả. Bây giờ thì xử lý này. Ví dụ thì chuyển qua edit poly. Còn các bạn vào đây các bạn edit poly chẳng hạn như thế. Các bạn chuyển qua edit poly. Chúng ta vẽ những cái này chúng ta lên dùng dạng như này. Thế chúng ta không lên click chuột phải chuyển edit poly ở đây. Để đến lúc chúng ta có thể đánh lại kích thước ở đây được đó. Thế thì nếu như ở đây thầy sẽ nhấn phím số 4 Ctrl A click chuột phải. Thầy cần vạt chuột là chuyển qua đường hết, nghĩa là từ mặt chuyển phát qua đường, click chuột phải chamfer, ha, đó, thì chúng ta sẽ cho nó khoảng 20 đi đã, xem sao, ha, thì chúng ta có thể chọn những cái dạng nào đó ở đây, cứ tùy các bạn nha, đó, radius này, tròn tròn như này này cũng được luôn, sao không được, cái đường segment thì nó phải có phải hơn 2 như này, ha, đó, đây là chúng ta chamfer nó ra như này, ok. Như vậy là chúng ta đã bo tròn tròn nó được. Nhưng mà như thế này thì chúng ta lại xử lý thêm một đống ở trong đây nữa. Đường xác minh đây nữa nó cũng mệt. Thế nên á, cái thằng 3D nó cho chúng ta một cái thể loại rất là hay. Đó là cái công cụ chamfer box nó có sẵn. Các bạn cũng vẽ ra như vậy. Với kích thước các thứ vẫn đúng như vậy đi. Nhưng mà có cái con fillet nó có sẵn. Nên các bạn sẽ đánh ở đây là 500, đúng chưa? Thằng này là, lúc đấy là 600 à? Đó, đại loại thế đi, 600, cái này 150. Cái này fill list này. Ví dụ lúc đấy chúng ta là 20 này, nó là 20 luôn này. Đó. Đây là khối mặc định nhé. Đó, khối cơ bản nhé. Thế nhưng mà để cái sofa nó bo bo được như này á, chúng ta sẽ phải xử lý nó bằng cái trăm, bằng cái FFD. Nên là chúng ta sẽ phải cho cái những cái len các thứ segment này nó phải có để cho cái khoảng 20 cho nào. Ồ hơi nhiều, 10 cái đã cho nó nhẹ nhẹ thôi đó. Ha. Chiều này nó dài hơn thì 15 đi. Thế thôi đã nhá, không cần nhiều đâu. Chiều này nó phải có 4 đi. 3, số 4 đi, lỡ 4 thì chơi luôn. Thế thì nó chứ vuông vuông kiểu như vậy này, không cần nhiều đâu nhá. Nhiều quá nó nặng, chả để làm gì. Hiện giờ thì nó như là cái bánh ấy, hay là như cái cục xà bông thế này, nhìn hay chán nhỉ. Đổi qua cái màu này nhìn cho nó thấy nhỉ, màu tím nhìn chán quá. Màu đỏ cờ thế này đi. Đó, cho nó giống giống cái này đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó như thế này.
Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng luôn một cái món đó là cái F4D. À, các bạn gọi chữ F này. Các bạn thấy cái F4D, còn cái FD bốc là chúng ta có lẽ không phải dùng nữa, bởi vì cái này nó móp có một tí ở chỗ này thôi. Nên chúng ta có thể là dùng cái F4D trước ha. F4D để làm gì? Để chúng ta cho nó hơi phồng lên một tí. Nên chúng ta sổ ra đây, chọn Control Point, di chuyển điểm sửa chữa như cái này đấy, các bạn di chuyển lên này, thấy không? Đó. Phồng một lõm thoải mái nha, hơi phồng phồng lên một tí. Chứ không thì nhìn nó thành cái dẹt cái bánh rán ha. Hoặc là nó không phồng lên thì nhìn nó không ra cái ghế, nó ít ít thôi. Nền theo cái mẫu này thì nó hơi lên một tí thôi. Cái này hình như nó có ra đây một tí mới đẻo chứ. Nó có nhích 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 tí ra này. À, các bạn sẽ phải chuyển sang Edit Poly một lần nữa. À, chuyển sang Edit Poly. Rồi các bạn sẽ chọn cái vertex này này, các bạn có thể móp lại một tí. À, đó, như thế này. Thì các bạn có thể di chuyển điểm thôi, nhấn phím F này. À, ở đây này. À, xử lý cái này thôi. Các bạn đưa xuống một tí cho nó hơi móp thêm một tí. À, đó. Thế thôi cũng được nha, có nhiều cách xử lý lắm nha, chứ không phải là mỗi cách này, quên cái này nó chỉ móp một chiều thôi, chiều này nó phải ít lắm. Đấy, nó móp một chiều như này, thế nên các bạn nhìn thấy nó như thế này nha. Thực ra là các bạn còn có thể là ví dụ như này, xong các bạn tiếp tục một cái ép nữa, lần này có ép đây bốc, các bạn chia cái này chiều này nó nhiều cho đó, theo một cái chiều nang rồi chiều width này, các bạn chia nhiều cho, ví dụ chia chiều 10 ha. À, thì ví dụ thế, nó rất là nhiều như này này. À, hơn nữa cũng được nha. Thế thì lúc này các bạn sẽ làm cái việc là các bạn kéo những cái điểm này, tất nhiên vẫn sổ cho Control Point nhé, kéo những cái điểm này này, xô qua xô lại đây này, thấy không? À, xô nó qua ha. À, xô qua xô lại tí nó bóp như cái kia, tất nhiên nó cũng được rồi, nhưng ý là thầy muốn hướng dẫn các bạn dùng thôi, chứ còn không 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 cần thiết nữa ha. Ờ, cái những cái điểm giữa này các bạn có quyền chỉnh sửa gì đó, chọn vài cái và nhính lên nhính xuống một tí này. Đấy, tùy các bạn thôi nha, một ba cái hai cái gì cũng được, nhính nhìn cho nó vui ấy mà, cho nó lồng phồng nó nhìn cho nó không còn đơn giản làm cái bốc nữa, nó khỏi cứng, nó tự nhiên đến lúc chúng ta áp chất liệu và nhìn nó ra ngô ra khoai. À, thêm tiếp theo nữa là gì, nhìn như này thì nó cục, như này thì nó không có phải là cái sofa, bởi vì á sofa ngoài cái việc nó nối các cục này với nhau thì nó phải có vết may, đường may đó mới là vấn đề chú ý nha, nó cần phải xử lý cái đường may ở đây, tuy nó nhỏ thôi nhưng như thế nó mới tinh tế giống như bên này này. Các bạn nhìn có cảm giác như là có cái đường may. Chúng ta cố gắng làm, kể cả ở cái bài này nó không có làm, chúng ta cũng làm ở đây để chúng ta luyện công cụ mà, không hẳn là vấn đề tạo hình mà luyện công cụ á, nói mất thì giờ thầy phải giải thích thêm cái này cái kia. Thế bây giờ thầy sẽ lại convert nó sang cái edit poly phát nữa để thầy điều chỉnh. Đấy, các bạn thấy nó đi dài như này này, rất là dài rồi, rất là mệt, nên là thầy có thể click chuột phải ở đây convert edit poly luôn, nghĩa là một đi không trở lại vậy đấy ha. Rồi chúng ta xử lý như thế nào, chọn phím số 2. Các bạn sẽ chọn cái đường này, có là đường này đi, đường may là chỗ này hoặc đường may là trên này, chắc đường may ở đây đi, chọn đường may ở đây là hợp lý hơn, chọn đường may ở chỗ này. Các bạn sẽ chọn đường này, này. Chắc là thầy lại phải đổi cái này sang một cái màu khác cho các bạn, nó đổi nghịch màu á. Ui, cái màu xanh này có vẻ hơi mạnh quá nhỉ, nhẹ nhẹ này nha. Đó, các bạn thấy cái đường màu đỏ này, nhấn Ctrl click đúp, các bạn sẽ đi một phát được một vòng này. À, nghĩa là chọn một đường nhé, làm lại này, chọn một đường nhấn Ctrl click đúp, nó đi hết được một vòng này nha. Này được một đường đấy, để chúng ta làm cái vết kiểu vết may ấy, chỉ chứ cái tấm vải đâu mà liền kín ở khắp bên, tất nhiên có thể lối ở đằng sau, nhưng mà chúng ta cố tình tạo vết lối đây nhìn cho nó có vẻ như là thật thà ha. Rồi chỗ này làm phát nữa đó. À, chúng ta có cái đường ở đây nữa ha. Rồi ở đây nữa nha, thấy không, thực ra nó có một đường lối như này thôi, nó có thể là hai đó. À, chúng ta có thể nó khác nhau một tí, đường này ở đây ha, đường ở đây thì các bạn nha, ở dưới đáy này cần không, thực ra là không cần, nhưng mà nếu tôi đang có cái ý đồ là làm được một cái này thôi, chúng ta không có rảnh lợ vẽ được từng cái, vẽ đường cái này chúng ta copy ra để làm những cái khác, nghĩa là làm một cái món là xong cả món kia rồi,
Thế là chỗ này cũng chơi luôn, cho mày một cái đường luôn. Nha. Thế nên là nhấn control ở đây, nhấp đúp vào đây. Đấy, nó chạy dòng hết luôn ở đây. Chúng ta làm gì? Nhìn này, click chuột phải. Chúng ta chọn insert, là insert đường. Các bạn sẽ, đây là giá trị dương này. Các bạn nhìn này, nó insert dương nòi ra. Nhưng mà nòi ra thì không có phải. Tất nhiên có một số cái loại sofa nó cũng nòi ra này thật. Nhưng mà hiếm lắm. Đa phần là nó chất âm. Nên chúng ta kéo giá trị âm. Đó, âm lõm vào. Lõm ít thôi, không cần nhiều đâu. Lõm cứ khoảng 2-3, chả cần nhiều. À, âm 2 chứ. Âm 2. Đó, âm 3 đi. Âm 3. Cái giá trị này cũng bằng 3 luôn. Ấy. Nghĩa là cái giá trị này, giá trị mở to ra đây này. Đó, cái vết này này. Đó. Chúng ta cứ cho bằng 3 đại đi, chứ để lẻ là gì. Đại đại như thế, chúng ta để làm gì? Để chúng ta tạo cái vết khâu may vào thì nó có cái này. À, thêm một cái món nữa là gì? Là chúng ta có thể nó có cái này này. Kiểu như là các bạn phải tham khảo nhiều những cái mẫu này nhá. Nó có những cái vết may như này này. Đó, các bạn thấy cái đường may này này, nó lòi ra này. Nó lòi ra thêm này. Những cái đường may. Hoặc đặc biệt là đằng nào tí nữa chúng ta cũng chẳng phải làm cái gối ôm. Thì các bạn có những cái ví dụ gối ôm như này này. Đấy, các bạn sẽ thấy những cái gối này lúc nào nó cũng có cái trò là nó có cái viền như này này. Đó. Nó là cái vết may ra. Ha. Đó. Đấy, như cái này này. Nha. Đó, cái này ra. Thì bây giờ chúng ta cũng làm cái đấy ngoài cái vết móp vào. Do cái vết may, cái vải nó gấp thì nó vẫn phải có cái gân đó. Nha. Cái gân để cho nó cứng, nó định hình. Cái khuôn của cái vỏ của những cái gối hay là của vỏ của cái sofa bằng vải bằng da thì chưa biết thằng nào cũng có. Thế chúng ta sẽ làm cái việc như này này. Các bạn chú ý này, chúng ta sẽ làm một cái việc là la. Đây nhìn này, create shape form selection. Đó nha. Create shape form selection. Mắt đứa nào chưa nhìn kỹ vào đây nha, chỗ này nha. Ok, nhấp vào đây để làm gì? Để từ cái đường tôi đang chọn đây này, tôi sẽ gray. Lúc đấy mình đang chọn mình chớt rồi, tiện thể có nó là chơi luôn, đỡ phải chọn đi chọn lại mệt. Nhấp vào đây, nó sẽ tạo ra một cái đường sát. À, chúng ta đặt tên gì cũng được nha. Mình chạm phương bốc 1, sát 1 thì cũng được. Kệ. À, như vậy là chúng ta đây đã tạo ra một cái đường riêng rồi này. Thì chúng ta có một cái đối tượng này này. Nó ra một cái sát riêng đây này. Nha. Đó. Thế thì để các bạn dễ nhìn ấy, thì sẽ chọn cái đường sáp này. À, chọn cái đường sáp. Đó, chọn cái đường sáp này này. Thì cho nó to lên. To đường viền lên. Đó. Tất nhiên là màu chúng ta chưa tính nha. Chúng ta cứ cho nó to lên bằng 3 luôn. Đấy. Đấy, nó có cái vết như này này. Nhìn F4 này các bạn. Đó, thấy không? Nó có cái vết may nó kẹp vào đó. Nhưng có vẻ là 3 trên thua. Thì cho mình bằng 5 coi xem nào. Nó có to quá không? Có lẽ là được. À, nhưng mà cái chỗ này tự dưng nói này thì vô duyên thúi. Nên tôi nhấn phím số 1. Đúng chưa? Nó chọn cái điểm này này. Đây này. Đó. Click lên đi chứ. Đó. Nó chỉ đến đây thôi. À, đến đây thì cái chỗ này nó lại cũng lại bị vô duyên thúi ở chỗ này. Cái đối tượng này này. Nên tôi sẽ dùng cái Turbo Smooth. À, và trong đây này gõ chữ T này. Các bạn chọn Turbo Smooth. Nè. À. Đó nha. À, Turbo Smooth đấy, thì chưa kịp chọn mà nó đã chọn Turbo Smooth để nó trơn mượt, nó tạo cái vết lõm gấp cái này thôi, còn cái này nó có một cái này riêng. Bên này cũng phải xử lý lại rồi vì rõ ràng nó có lòi chỗ này nữa ha. À, thì lại nhấn phím số 1, tôi quét chọn cái này, tôi delete đi, thế là chỉ cái này thôi, để tạo cái vết như vậy. Được chưa? Đó, để coi như vết may. Thế màu sắc như nào thì chúng ta áp vật liệu sau nhé, chứ không phải là để màu cái này. Thế là có được cái món này đúng chưa? Thì chúng ta copy ra làm 3 rồi, chứ có làm cái gì đâu mà. Tức là copy một cách đại đại thôi. Đó, không cần cao siêu gì đâu. Đó, copy ra như này. In tần thì nó có thể là giống nhau bằng 2. Đó. Như vậy là chúng ta có được cái lẹm của cái sofa. Nhấn phím F, nhấn phím G. Nó đang sát với đất. Sau cái mẫu này thì nó phải cao lên một tí. Ừ. À, ví dụ như nó cao lên thêm chút. Ha. Chả biết bao nhiêu home grip, cho nó bằng 100 đi. Đó, thì cái này nó sẽ lên 100. Ví dụ như này. Eo.
nó là cao đấy, 100, 150, 250, ok. Khoảng thế này, ồ cái thằng này nó thấp đấy. Thế thì cho xuống 50, đại đại đi. Gầu, được gầu. Đây, xong được món. Bây giờ chúng ta sẽ quét chọn hai thằng này, chúng ta sẽ copy để chúng ta dựng được. À, chọn hết. Nhấn phím L bên này này, tôi sẽ để được cái lưng ghế này trước đã. Nha, copy ra đây. Lần này toàn copy không có in tần nha. Rồi nhấn phím E, xoay nó lên. Tôi sẽ xoay tự do, không cần bắt dính đâu. Bởi vì nó sẽ hơi nghiêng như này mới đúng này. Chứ nó không có, không thẳng được. Nó thẳng nó không phải. Rồi chúng ta có thể là scale nó ép cái chiều này vào, nhưng mà các bạn ép kiểu này nó dẹp này, chú ý nhá, ép kiểu này nó bị dẹp này. Các bạn nếu mà muốn ép cho nó đúng cái chiều của nó, các bạn chỗ này trong cái view này, các bạn sẽ chọn sang là local. Chỗ này chú ý nha, local, local là cái gì? Local này là cái trục, hệ trục tọa độ riêng của đối tượng này. Đấy các bạn thấy nó chéo theo không? Lúc nãy là nó vuông như này, bây giờ là nó chéo theo cái thằng này luôn, thấy không? Đó, để làm gì? Để chúng ta bóp méo thì cháu nó đi vẫn là trục của nó này, thấy không? Đó, thấy không? Đó, vì cái kia có vẻ nó dẹp dẹp, mỏng mỏng hơn. Ha. Đó, như vậy các bạn chỉ cần đặt nó vào đây thôi, âm vào đây tí thế này, xử lý làm gì cho nó mệt nha. Các bạn có thể làm cho nó thấp xuống tí nữa, nhấn phím E các bạn, thấp xuống một tí, không cần cao đâu. Ha. Như này thì nghĩ là nó được rồi, và thấp xuống đây này. À, mình là đúng rồi, ok. À, xoay qua lại bên 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 đằng trước này ha. Đó là các bạn có được cái sofa rồi. Chỗ này có hở không, chất liệu chứ nó tính sau nhé. Đó, có thể nó phải khít vào thêm nữa đấy ha, thì các bạn có thể quét chọn những cái này này, kéo khít vào một tí ha. À, khít vào một tí, tất nhiên chưa làm vất chất liệu thì nhìn nó mà nó bóng như là cái này là làm bằng cục nhựa kiểu simili. À, chúng ta chơi em này ra. À, lật lên luôn. Ok, copy, nhấn phím F, nhấn phím E nha, nhấn phím E này. Nhưng lần này chúng ta xoay là vuông góc nên phải nhấn vào chữ A để chúng ta snap luôn nha. Đó, một phát lên đây luôn nha, một phát lên đây luôn. Chúng ta có thể nhấn phím R. Đó, lần này chúng ta dùng local cũng được, dùng view được vì nó thẳng. À, đó, chúng ta có thể co kéo cái này thoải mái nha. Ok, này chúng ta để nó vào đây. À, co lại thấp xuống tí nữa vì nó cho nó bằng cái thằng kia. À, không phải. Hồi bị lộn, nó phải cái này nó phải thấp xuống sát dưới đất này nên nó bằng ở đây là vừa. Nhưng mà các bạn chú ý này, chỗ này thì nó bị chỗ này nó thẳng quá. À, các bạn có muốn thì các bạn sửa chỗ này cho cái thằng này nó vòng vòng lên một tí ha. À, cái này edit poly thì các bạn có thể chọn vertex này. Các bạn có thể chọn những cái điểm này này ha, trên mặt tốp này này, các bạn sửa nó cũng được, quét chọn ít ở đây ha, tiện thì này, hướng dẫn các bạn cái chỗ này tí không, các bạn hay quên cái chỗ này, ít khi dùng dùng tới cũng uổng. Đó là gì? À, khi các bạn chọn cấp độ vertex này này ở cái shape selection, nó rất là lợi hại cái này ha. Cái này nó lợi hại ở chỗ là các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn cái khoảng cách nó cao lên. À, ví dụ là 200 luôn đấy. Đó, các bạn sẽ thấy là các bạn tác động ở đây thì những cái chỗ kia nó bị tác động theo này, thấy không? Đó, nó tác động theo chỗ đỏ thì tác động mạnh, cam nhẹ, vàng nhẹ nữa, xanh nhẹ nữa, đến xanh dương thì hết. Đó, tác dụng đó, các bạn cho nó phòng phòng ra một tí. Ví dụ như này này, đó, thấy không? Nhìn nó được ha, các bạn có thể chọn một vài điểm chỗ này thôi, các bạn níu kéo này, thấy không? Đó. Đấy, nó phình phình ra một tí. Thậm chí là làm có thể làm những cái chỗ này các bạn nhính lên tí. À, nhính lên tí thoải mái nhá, móp lên tí, nhính tí, đấy là việc của các bạn, để nhìn cho nó có vẻ tự nhiên đấy mày ha. Đó, rồi cái đằng 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 sau này nó phải dài ra đằng này nữa chứ đâu có phải đến đây đâu ha. Thế thì các bạn có thể lại quay trở lại đây ha, là các bạn nhấn phím R, các bạn kéo cái trục này nó giãn ra đây một tí em, rồi nên là trên mặt tốt này này ha. Đó, xong rồi nha. À, trên mặt tốp này này, cái này các bạn không cần cái giá trị của cái thằng shop selection không cần nữa thì tắt nó đi nha, để chúng ta không cần nhìn thấy nó cũng được, sao cũng được nha. Đó là các bạn sẽ xích ra đằng sau ha. Đó, nó chéo chéo như này là được rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta lật qua đây để có được cái bên này cho nó giống nhau cũng được
À, hoặc copy hoặc là cố tình làm méo mó kẹo cỏ đi cũng được. Chúng ta ôn lại bài thôi bằng cách nhét vào mirror, nhưng mà cancel nó còn thiếu mất, thôi thì bây giờ chỉnh em lần tí à. Hoặc là các bạn không dùng cái này cũng được, lên dùng mà bây giờ quên mất, quên một cái bây giờ chỉnh nó không có được mà nó không ăn theo à, đâm ra là lãng quên em nó một cái là em nó giận em ấy. Em quay xe giờ thì thôi được rồi, những cái công việc này chúng ta cần tiểu tiết làm lâu nên là thầy hướng dẫn các bạn cách làm thôi ha, sau đó là các bạn rút kinh nghiệm à, thầy ha, để các bạn không bỏ lại ai phía sau, không được lãng quên à, nhấp mirror các bạn sẽ chọn theo cái trục này này, trục x này này, nhưng mà chúng ta sẽ phải copy nha, copy in tần thì cũng được nha, tùy các bạn, nó giống muốn giống nhau thì in tần được. Đó thì các bạn được cái bên đây bỏ nó ra vào đây một cách tương đối thôi ha, đừng có để nó đụng nhau quá mức đó, như vậy là các bạn sẽ có được một cái sofa kiểu kiểu như vậy ha, méo méo mó mó một tí nhìn cho nó vui. Rồi trong cái sofa làm gì, thực ra là cái này nó có cái đế gỗ ở dưới hay có cái chân gì ở dưới thôi, chúng ta không có vẽ hoặc các bạn tự vẽ nha, chứ cái này mà thầy cần hướng dẫn làm gì. Bây giờ thì hướng dẫn các bạn cái hay hơn nè là cái gối ôm này nè, chú ý này, cái món gối ôm nó khá là hay này. Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ gối ôm thôi, nó rất là thú vị, nó vui lắm. Nhìn nha. Nào, bắt đầu mở to mắt ra. Có đang buồn ngủ thì mở to mắt ra nào. À, để vẽ được cái gối ôm, các bạn sẽ click chuột phải vào thanh menu này này. Ha. Các bạn show cái thanh timeline này lên nha. Show thanh timeline lên. Ok. À, show thanh timeline lên ở đây. Cái hình này có lẽ là thôi không cần thèm dùng đến nữa nha, để cho nó rộng rộng chỗ ra này nhìn này. Bây giờ thầy sẽ vẽ mà một cái bốc với một cái gối ôm bình thường thì nó đâu đó có cái giá trị cỡ khoảng tầm chiều này là 400, chiều này là có thể là vuông 400 hoặc là 600 đi hay 500 thì cũng được nha, gối 500 nó có thể là vuông, gối bình thường thì nó sẽ dài nó sẽ 400 600, chiều này nó mỏng thôi 10 thôi à, nhưng mà nó phải có nhiều sắc mân nha, chứ còn không có sắc mân thì nó không có uốn cong mềm mại đâu nha, nên cái chiều này các bạn đánh đại cái giá trị 25 này được không, đại đi 50 này nhiều quá không, cảm thấy vuông vuông này là được rồi nha, cái chiều này chia thêm phát nữa thôi là bằng hai để chúng ta có thể có cái viền ở giữa đây chúng ta xử lý nào. Nhìn này, đây là một cái thứ thầy hướng dẫn các bạn cách làm nhưng mà với mục tiêu là để làm chơi cho nó vui thôi, nên là các bạn cứ tạm thời là học thuộc vẹt cái đã, thì các bạn sẽ như thế này, đối tượng chúng ta là có tên là bốc một nha. À, nếu như các bạn muốn làm nó đàng hoàng thôi thì cứ làm đơn giản này đã. Các bạn có một đối tượng như này, các bạn sẽ vào modify list, chú ý chỗ này, các bạn gõ chữ C close 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 chứ không phải close, sorry các bạn, close à, là để chúng ta chọn cho nó một cái chất liệu vải nha, chỗ này này, đó, đây này, à, à. Ok. Đấy nó cứ hột vịt lộn nên mệt lót, thế thì trong cái lót này các bạn sẽ cần chú ý những vấn đề này, thứ nhất là chọn vẽ đối tượng này nhiều sắc mân này, thứ hai là chọn chất liệu lót, thứ ba nữa là các bạn phải đặt cho nó cái thuộc tính ha, object property, sau đó các bạn sẽ chú ý cái nút là simulate. Ở đây nó có mấy cái nút, simulate là simulate local, simulate local rampant ampit gì đó, các bạn nghĩa là các trường hợp là nó sẽ sửa chữa cong keo đối tượng theo cái làm chuyển động đối tượng thông theo cái trục riêng của nó hoặc theo cái giá trị chúng ta định theo, nhưng chúng ta không quan tâm nhiều, chúng ta chỉ cho một cách làm cách tự động tự do bằng cách simulate thôi ha. Đó, hai cái đó thôi. Nhớ cái đó, còn tất cả những giá trị khác các bạn tạm thời không có quan tâm gì hết đó. Thì đầu tiên là các bạn nhấp vào cái property để các bạn set up cho nó một cái thuộc tính. Đầu tiên cái thằng này muốn làm gối ôm, gối èo gì, muốn làm chuyển động, chuyển đèo, biến đổi gì, có tác động về cơ học, vật lý đúng như ngoài đời thật ha. Thì các bạn sẽ phải gán cho nó là cái chất liệu, ví dụ thằng này là bốc đúng không? Bốc một, đầu tiên là chất liệu vải đó ha. Thứ tiếp theo là các bạn sẽ phải chọn loại vải. Thì ví dụ là vải là siêu đi, trước tiên là siêu cho có vẻ nó mềm mại đi, cho nó dễ làm.
nhá. Nhớ chỗ này này, các bạn cứ hay bị quên nhiều lắm. Thứ nhất là chọn đối tượng này, vì các bạn chưa hiểu ấy, nên là các bạn chọn máy móc đi, chọn đối tượng ở trong cái bảng này. Mặc dù các bạn đang chọn ở đây nhưng mà các bạn vẫn phải chọn trong này để nó hiểu. Có thể nó có rất là nhiều đối tượng, nó sổ lên là một danh sách này. Các bạn chọn cho nó một chất liệu vải, vải nhưng mà tỷ loại vải thì các bạn sẽ phải chọn loại vải nào đó. Đó, thông thường những cái loại gối ôm nó để làm mềm mại như này, cái vải nó phải mềm, ví dụ siêu xèo gì đó ha. Rồi các bạn sẽ quan tâm đến một cái giá trị ở đây, resource ha. Resource là các bạn tưởng tượng như là nó tạo ra một cái áp lực, như kiểu là các bạn bơm hơi xe ha, kiểu vậy đi, hiểu hình dung như vậy nha. Giống như các bạn bơm hơi cho một cái quả bóng ha. Có những loại gối hơi, ngày xưa có gối hơi là bơm hơi cho cái gối, thì các bạn sẽ chọn nó siêu này, xong là resource là các bạn đánh những cái giá trị thấp thấp thôi. À, rồi cuối cùng làm gì, nhấp vào cái ok nhá. Thiết lập xong các bạn phải ok, nhớ nha. Ok xong rồi, nhìn này, quan sát, các bạn nhấp vào chữ simulate ha, nhấp vào đây ngay lập tức nó bơm hơi cho các bạn, nhưng các bạn sẽ cancel ở chỗ này, nghĩa là các bạn nó hiện lên cái bảng ở trên đây. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ cancel khi các bạn có cảm giác là nó được rồi ha. Đó, gối ôm này nó bơm vào căng cỡ này là được rồi thì thôi nha. Nên tại sao các bạn thấy nó rớt từ đây xuống không? Bởi vì á, máy nó tính toán đúng ngoài đời thật, nó bơm hơi lên nhưng mà chỗ này á, nó đang ở không gian giống nha, giống như là ngoài không gian vũ trụ ấy, nó sẽ rơi xuống à, ngoài bầu trời, nó rơi xuống bị lực hút trái đất nó hút xuống. Nếu như các bạn gán cho nó một cái mặt bằng sàn tường gì đó, nó cứng, nó sẽ vướng lại, như các bạn ném xuống đất thì nó vướng lại y chang như vậy ha. Như vậy thôi thì lúc đấy nó sẽ bị móp cái mặt dưới này này à, nếu mà nó bị rơi xuống, nó bị chạm xuống mặt đất thì nó móp ở dưới này. Nhưng đây các bạn để cho nó lưng chừng giữa trời như của bóng bay ấy, thì nó sẽ đều thôi. Thế nên chúng ta cũng có thể sẽ sửa lại nó một tí bằng cách như thế này. Chúng ta click chuột phải chuyển qua cái Edit Poly luôn nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái F4D thôi, chúng ta sửa lại nó một tí cho vui ấy mà. Nhất là cái mặt dưới này các bạn có thể cho móp lại một tí như nào đó, tùy các bạn thôi nha. Cái này là chúng ta diễn chơi, nên các bạn muốn làm gì thì làm, đấy là chuyện của các bạn nha. Thì chỉ có hướng dẫn thôi đó, theo cái trục này hoặc là theo cả ba trục, các bạn muốn làm gì thì làm ha. Đó, các bạn di chuyển nó móp lại, móp ra, móp vào, móp tới, móp lui. Cái điểm này nó có thể nhòi lên một tí, những cái điểm này nó có thể thụt vào miếng, thì các bạn thôi, để cho nó không có giống nhau hẳn, chứ không nó giống nhau nhiều quá. À, quên, lúc đấy chúng ta mới di chuyển đây, chúng ta chuyển thành cần vật, cái này thành cái poly rồi, nó không làm gì được nữa. À, không có di chuyển được cái thanh timeline này nữa. Thế còn các bạn kéo thanh timeline thì nó rớt xuống nữa và nó thổi phồng thêm nữa, nó bơm hơi tiếp tục, rớt tiếp tục, nó không gian. Thôi, như này là được rồi. À, lỡ đến đây rồi thì các bạn cũng lại nick được phải chuyển theo Edit Poly phát nữa, hoặc là đến đây thì chuyển Edit Poly ở đây thì các bạn nhìn thấy cái tiến trình. Cái mục đích là để các bạn nhìn thấy tiến trình thì vẽ ra cái bốc này, xong làm plot này, quên mất này không ấy, để các bạn như thế là bốc này, đúng không? Đấy, plot này. Đó. Rồi xong mới đến Poly này, Poly rồi F4D này. Em vấn đề ra lại poly lại nữa là 1, 2, 3, 4, 5 bước. 4, 5 bước như vậy. Để làm gì? Để là chúng ta biến đổi nó cho nó ngon một tí. Chỗ này các bạn nhấn phím F4 này, các bạn thấy cái đường lúc đấy thầy cố tình tạo ra thêm. Là bởi vì hoặc là các bạn không cố tình thì các bạn cũng tự tạo ra thoải mái. À, hoặc là các bạn tạo chỗ khác, click đúp vào đây. À, click đúp như thế này. Đó, click đúp vào để nó đi một đường vòng dài như thế này. Thấy không? À, vòng bao hết này. Vì đây cũng lại cái vết may nữa trong cái gối đây nè. Nè, vết may này nè. Đó. Chúng ta lại làm như vậy thôi. Thì chúng ta click chuột phải, chớt nó lên. Ha. Lần này thầy ví dụ chơi là kéo dài ra đây. Ha. Đó. Kéo dài ra nhiều thì cho mình ra 10 thế nào. Dư hơn thua. Chỗ này nó đang bị đen, nó vì có thể mặt nó cắt. Nó cắt cái mặt ở đâu đó, thực ra nó không làm sao, các bạn có thể cho nó dày lên và cho lỡ thì cho nó dài hẳn lên 20 đấy. Ừ. Tất nhiên cái kiểu bèo 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 này nhìn nó kỳ cục lắm ha. À, chẳng qua thì biến đổi cho các bạn học thuộc lại bài về công cụ cho nó vui thôi ha. À,
chứ không ai làm cái này nhiều đâu. Cái này các bạn có thể kéo cho nó dày lên để cho nó dày lên nha. À, bằng hai chẳng hạn như thế để các bạn cho nó dày lên, nó không có bị đen đen bực bội à. Ok đấy, như vậy rồi các bạn cũng lại làm cái bèo bèo gì không, thích bèo là làm phát nữa cho nó nhớ này. Là các bạn chọn cái đường đấy trong là gray sáp à, để tạo ra một cái đường này nữa à. Đó, cái đường này tất nhiên là trong trường hợp này thì có vẻ là to quá, các bạn có thể cho nhỏ lại tùy các bạn thôi à. Như vậy là chúng ta có được cái gối ôm, rồi các bạn đưa nó ra đây. Tất nhiên hai thằng này là hai thằng đối tượng riêng độc lập nhé. Các bạn có thể gúp vào đặt tên là gối ôm nhá, chưa, thì kéo qua đây đưa lên đây là một câu chuyện bình thường mà khó khăn gì đâu đúng không. Đó, lên đây này, nó ở đằng sau bố nó rồi này, lên các bạn sẽ di chuyển vào đây. Đấy, cháu nó nhỏ lên đây à. Đó, nhớ xoay xiếc các thử các kiểu à. À, nhấn phím E các bạn có thể xoay theo chiều này một cách tự do, đặt ở đây nó to thì các bạn thu nhỏ lại, nó nhiều loại mà, loại dài loại ngắn loại vuông loại tròn đó, thì các bạn cứ để nó đâu đó ở đây nó kiểu vui vui này nè. Ừ, tất nhiên màu mè gì thì tùy các bạn nhé. Đấy, ví dụ copy ra đây một cái nữa à, tôi có thể copy ra đây một cái và in tần cũng được luôn, nhấn phím R tôi sẽ thôi không có chuyện local, tôi chọn là view đây, bóp cái chiều này nó vuông vuông cái này cũng được cho nó cố tình nó méo khác đi ấy. Tôi không muốn nó giống nhau tuyệt đối, nhìn nó cứng, xoay xoay qua này nó hơi xéo xéo cái này, xoay một cách tự do thôi cũng được. Đó, để nó ở đây ha. Đó. Rồi ngon cơm chưa, đó bài học của chúng ta, các bạn cảm thấy thế nào, cũng vui ý chứ nhỉ. Thế thì chúc các bạn có một buổi học vui hiệu quả trong cái toàn bộ công việc của mình, còn nhiều ở đằng sau nữa ha. Cố gắng tạo ra niềm vui hứng khởi khi học tập để chúng ta đi được chặng đường dài không bị chán nản. Ok, để không mất công tất cả những gì chúng ta đã làm thì chúng ta phải làm gì, sao nó lại rồi các bạn thực hành đi nha. À, các bạn thực hành rồi chúng ta lại gặp nhau tiếp trong các bài tiếp khác. À, rồi bye bye các bạn nha. Green Academy 한국에서 나온 학원.